Hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 10 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của đồ gỗ Tùng Tám nhé. Trên màn hình quý vị là một bộ bàn ghế Rồng Khuỳnh bằng chất liệu gỗ hương đá. Bộ này hoàn thiện là chúng tôi hoàn thiện cho một khách hàng và anh hiện tại đang công tác ở bên nước ngoài. Tôi không nhớ rõ tên anh nữa thì đây là quá trình chúng tôi đang phun lót cho sản phẩm, phun sơn lót cho sản phẩm, đánh cái giáp rồi xong phun nước sơn lót rồi đi xong lại đánh đi tiếp. Chúng tôi làm như vậy rất nhiều lần, xong thì mấy sơn ABU để hoàn thiện rất là nhiều nước để trước khi là hoàn thiện sản phẩm. Đó, đây là bắt đầu chúng tôi đang phun sơn lót và đã nhìn đã rất đẹp. Đó, bộ ghế Rồng Khuỳnh quách đục Bát Tiên, hàng rất là dày dặn, anh Đạt chúng tôi khá là một thời gian khá là lâu rồi. Đó là chiếc đoạn dài của sản phẩm, chiếc ghế dài. Đó, quý vị thấy quân tranh ý mặt rất là dày, quân tranh và vách rất là dày. Đó, hai bên này là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này đã được phun lót xong rồi. Đánh cái giáp rất là kỹ, đang phun lót xong rồi để quý vị thấy mặt ván vân gỗ hương đá rất là đẹp. Do là video chúng tôi quay đang trong phòng phun sơn nên là ánh sáng nó không được chuẩn lắm, ánh sáng là bóng điện nó chiếu vào nên là không được chuẩn lắm, nên là quý vị nhìn nó bị lóe. Khi hoàn thiện rồi thì nó còn bóng nữa, đây mới chỉ là lót thôi. Đấy, chiếc cái con thứ hai đây. Tay chặn nghi nhé. Cái ghế này ngồi rất là thoải mái và bệ vệ. Đấy, hai bên là Rồng Khuỳnh, rất là hoành tráng khi kê ở phòng khách, ngồi rất là thoải mái luôn. Rồi quý vị có thấy được cái khuôn tranh ở trước này rất là dày, vân gỗ hương đá tự nhiên rất là đẹp. Đó, anh đây là anh thợ sơn chúng tôi đang phun lót sản phẩm đây. Thì anh khách hàng này đặt chúng tôi một số lượng sản phẩm rất là lớn như là bàn ghế, sập thờ, kệ tivi, đồng hồ, rất là nhiều sản phẩm. Thì trong những video khác thì tôi sẽ quay và giới thiệu những sản phẩm khác của anh. Sản phẩm về chúng tôi cũng đang trong quá trình để hoàn thiện thì tôi sẽ quay vào những video khác. Để trong video này tôi chỉ giới thiệu bộ ghế nghe khuỳnh rồng, hay còn gọi là Rồng Khuỳnh bằng chất liệu gỗ hương đá này. Mặt cái mặt này khi phun bóng là nó nổi vân, khi phun lót là nó nổi vân này nữa nè. Đẹp. Với vách này là được Bát Tiên. Trên này có hai dòng. Hàng thì là rất là dày dặn chắc chắn. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng Tám, số điện thoại là 0987 510 816. Có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Quý vị có thể xem thêm những sản phẩm khác của chúng tôi ở tại website đồgỗ tùng8.com. Và tôi sẽ để hình ảnh của sản phẩm dưới phần mô tả của video để quý vị có thể xem được chi tiết hơn. Tôi sẽ quay chi tiết hơn để anh khách hàng ở bên nước ngoài để có thể xem được kỹ. Đó, những cái phần chương ghế được chạm hoàn toàn thủ công bằng tay quý vị nhá, 100% là được chạm thủ công bằng tay. Những đường nét rất là đẹp. Đó, dòng là biểu tượng của quyền lực, rất là vua chúa. Còn video tôi đang quay trực tiếp tại xưởng của cơ sở chúng tôi. Ở phía bên trong này đang có một sập hờ chân 24. Đây là bộ sập hờ chân 24 rất là to, chất liệu gỗ mít. Đó, ngoài ra còn có rất nhiều sản phẩm khác ở phía bên trong này như đây, toàn bộ bên ngoài. Đây là phòng phun sơn của chúng tôi. Trước mặt quý vị đây là một bộ sập thờ hương đỏ chân 20 đục chạm mai điểu. Đó, ngoài ra là những người thợ anh em tôi là đang hoàn thiện rất nhiều những sản phẩm khác ở đây. Do chỗ này tôi quay nó ngược sáng nên là quý vị khó nhìn. Đó, phía bên ngoài nữa rất là rộng. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem hết video của tôi nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.